rồi giờ mới nhận hợp đồng cái máy này đi Bạc Liêu đó, giờ để khách rửa rồi giờ rửa trước chụp hình với khách. Máy này đi Bạc Liêu, Phước Long. Ơi ai lộn ai giá gai, giá gai. Rồi chào anh em nha. Hôm nay một ngày hơi tối tối, sáng sớm thì em đang mở cái máy này ra để bảo dưỡng cho khách đây. Thì trước mắt tình hình thì nó vậy nè. Thì để có gì anh em thợ bắt đầu tiến hành làm lại cho khách. Thời gian làm là khoảng 7 ngày này ha. Rồi bên nay thì em đã mở cái hộp số ra ha. Đây, số đây, mới mở ra luôn. Số của nó đây, bây giờ đi làm vệ sinh lại đó. Bữa nay thì mới vừa sơn xong, cũng đang làm chuyển hướng cho khách lại đây. Đây cái nhập chuyển hướng mới rồi. Đây thay miễn phí nha. Mấy cái bố lắp hết rồi thay miễn phí luôn. Rồi máy này bên này hộp số gáp lại rồi ha. Đó, mấy cái đồ dục ra kìa. Đóng luôn. Số nhiều á. Cái đồng hồ trên mặt tắp lô nó bị hư rồi. Em phải thay cái mới cho khách rồi đó. Cái cộng xích rồi đó, xích này thì em lấy lại hai cộng xích mới cho khách rồi. Máy này mai đi rồi, máy này bữa nay cũng đã gần hoàn thành rồi nha anh em đó, đã sơn lại hết rồi, kiểm tra thay phụ tùng mới thì cũng khá là nhiều ha. Này chắc có thể là mai một mốt đi. Mình phải coi tình hình dịch bệnh mới điều xe đi được ha. Thì máy này giờ xong rồi ha, đang kiểm tra là một chút xíu rồi có thể giao luôn rồi nha anh em. Đó, còn lành hết rồi đó. Thì có thể là em sẽ quay không được tại vì chút nữa em đi công chuyện á. Thì có gì quay lúc này đi, rồi xíu nữa lên xe à. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53, huyện Đông Hồ, tỉnh Vĩnh Long á. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Cảm ơn mọi người nha. Ê, hai container chứ của máy gạch và liên hợp có tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy á, cho khách ha. Bây giờ cũng có khoảng 5-6 chiếc đang làm ở đây. Tùy theo mức độ ha mọi người. Đây, như mấy con này thì số mình làm miễn phí hết ha. Phải phụ tùng được. Để có kèm theo khuyến mãi phụ tùng cho mọi người. Chiếc này làm cũng gần xong rồi. Cũng thay lăn mới hết toàn bộ, lưới mới rồi ha.
Nên còn đây là phần qua làm đồng, làm đồng hàm ha. Ở đây mình làm đồng miễn phí tất cả nha. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi.